Chào các bạn, hôm nay hai chú cháu tôi sẽ tiếp tục thử thách chán tất cả bọn hoa quả này là đóng đá. Một quả đá các bạn. Đây, hoa quả đây. Mọi người đây, đóng đá này, phấn này. Hai ngày để thử đá các bạn. Hai ngày để thử đá. Phấn này. Lạnh toát luôn. Ủa. Hay đó. Giữa mùa hè mà ăn được hoa quả đá này ngon đấy. Hôm nay đây, ở đây có dưa hấu này, xoài này, chuối này. Chuối này. Đây có quả gì đâu? Cam, cam. Cam, cam. Đấy, phần đá này, thử đấy. Đại đấy các bạn. Táo. Hà Thanh Long nữa. Nho. Bây giờ mọi người thích mà tôi tránh quả gì chưa? Quả chuối trước đi. Thử tránh bắt chuối. À, nó bao một quả này nhìn về lắm rồi. Thử các bạn nhé. Bây giờ chán quá làm chưa? Có chói đây. Đây. Mận nhé mọi người. Mận đóng đá. Mận đóng đá nha. Mận. À cắn được rồi. Mận đòn. Đây mận đòn. Ăn từ quả nhỏ trước. Ừ. Tại bớt. Thôi đấy, thôi đấy. Ừ. 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 Gạch quá. Nó như kiểu là ngâm rượu mà lâu ngày nó ăn cái bã ấy. Vậy. Không ngọt. Chua. Rồi ngọt thì như kiểu cam. Xoài. Mà đúng thế nhỉ. Thanh Long bóng đá này. Đây mọi người. Long. Ui. Này. Đây là cam rồi nhá. Đập này kéo cái bàn của anh Long này. Nhỏ đấy. Chẳng phải nhỏ. Đây, nhỏ. À, bây giờ có trò này. Tôi với thằng này, tôi với Tuấn thử ngậm cho bạn, nó phải nhỏ lâu hơn. Ngậm bao nhiêu quả nhỏ? Ngậm lâu hơn. Ok. Mỗi ngày 5 quả đi. 5 quả được không? 5 quả. Đây 5 quả nha, mỗi ngày 5 quả nha. 2 này, 4, 6 quả đây. 6, 6 là 6. Cứ ăn, thằng nào có thằng ăn nhá. Ok. 1, 2, 3. Hài quá. No này để làm đá ngon rồi nhá. Giờ giảm cái giờ là keo nữa. Rồi. Ăn no này ngọt, vẫn còn vị ngọt, vẫn được hơi lạnh, không ngon là ngon. No này ngọt. Vẫn cần mọi người đại nhũ ngon quá. Nó là ngay cả các củ đồng căng. Lạnh nhuận ngọt. Thôi, để đấy. Lạnh quá. Được rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị đảo củ hết rồi. Dưa hấu này không dùng dao được các bạn. Bây giờ quá. Tôi sẽ bổ quả dưa hấu này cho mọi người ăn nhá. Đặt củ tới.
để mọi đều này, coi đây nè. Nhưng mà không có ngọt. Thay vào đó bị lạnh. Không chua thế, cũng không ngọt. Chắc là lạnh quá. Mấy cao mất vị. Đúng cả ba kem luôn. Cảm thấy hạng quả. Kem hoa quả vị cam. Ngọt. Mà bên họ mình kêu ta mày. Ho và cái nặng nhất đi lên cách ly. Quả này nó nhỏ mọi người ạ. Trong cái con đá các bạn nhé. Trong cái con đá thì kêu cái con đá. Lạnh lắm. Đây có xoài. Dưa là món nhất tính đến dưa này.
dưa là ngon nhất. Xoài. Xoài cứng lắm mà năm mình cắt ra không được đâu. Các bạn chiêm ngưỡng thứ của quả xoài là lên mày cắt cắt đi, mày cắt đi. Đây mày cắt đây. Cắt sang hơn đi nào. Chúng tôi chuẩn bị đập đã cũ sẵn rồi. Cắt sang té lửa mọi người. Các bạn cắt anh chỉ làm một lần duy nhất các bạn nhé. Anh chỉ làm một lần duy nhất nha mọi người nhá. Các bạn nhìn này. Từ ra mà là cứng lắm rồi. Xứng đầu đi chứ. Bye.
Tôi để tránh qua thành long này nhá. Sau cái nước, sau cái nước này ăn nước nhiều quá. Đúng không? Đúng. Cái mặt cứng lắm. Ăn luôn. Lạnh. Phải coi như là lạnh thật. Để lúc tôi này thì nó trong gói lạnh. Và cảm cảm nhận với họ đấy. Có một chút coi là viêm mặt. Cái nhìn nhầm đấy. Tàn cái lưỡi ở đây đúng là thánh họ. Quay. Thôi. À. Mày có bên trong bóng đá các bạn ơi á, mới đang nửa à mày bồi á ơi gì mày bưởi tay mày vừa mày gãy đít ta quên vệ sinh quá các bạn nhìn ủa vẫn bưởi à nhưng mà nó dính lên cả vỏ dính lên cả vỏ rồi dính lên cả vỏ các bạn và này đi ăn nhỉ quầy này mới mát nhỉ mát không cứng lắm bởi là khoai. Ai không thấy mùi gì thấy mùi hạt lắm. Mùi hạt không có rồi. Không phải ăn nhanh rồi. Bình tĩnh mà ăn. Dạ lắm mọi người ạ. Mát đẹp. Cắn quá bỏ ăn như là keo. Đây là kem đi lòng. Bỏ áo ra. Bỏ quá. Ăn cái không may khả năng tí được à. Ăn răng miệng là quá lạnh rồi. Phải đừng nóng cao. Nóng quá các bạn ạ. Ồ. Cái cảm giác. Cảm giác đúng với kem luôn. Y kem luôn. Ngọt. Đỡ lên các bạn ạ. Nặng quá. Rồi. Rồi. Đúng cao rồi. Nhưng mà vẫn ngon hả? Lạnh mấy vẫn ngon. Muốn tôi làm con được lạnh. Đau đầu quá. Đau đầu rồi. Lạnh quá mà. Mùa hè mình ăn này thì mát à, nhưng mà ăn vừa phải rồi, ăn thì mình này có đi khám là vừa. Cái răng không ổn đấy. Khả năng là lòng còn kem với lòng mà. Ngon nhỉ? Ngon. Cứ vứt cả các bạn, cứ thử vứt qua này vài ông tổ. Ngăn đá một hôm. Này một hôm xong xong ăn. Vứt kem thế nào? Không đánh, là hết quá. Nó có quả quế đi, quả táo. Táo đây. Để lâu hơn thì phải mềm. Đồng băng này. Đồng băng. Ôi giời, vẫn cứng lắm. Đồng băng này. Thôi thì đồng băng này. Đấy, đồng băng. Đấy, phần cứng. Vẫn cứng. Đấy. Đồng mềm nhìn nó vẫn cứng lắm. Ơ nhưng mà lạnh cái đau bụng. Ngâm, cấm không ngâm. Lạnh nó đau bụng. Hậu quả mà ăn nhiều. Nhưng ngon. Ôi. Đây. Để tá các bạn. Trông như kiểu miếng khoai. Để tá khoai nha các bạn. Vui một thang nữa đi. Một thang nữa đi. Ăn nhiều đá quá sức lúc này các bạn. Bụng quét được vào táo. Cái này mình đây. Ha 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 ha.
Chua. Chua nhạt. Chua. Khô khô. Tóm lại là thua hết khoảng 55 của bạn thân hấu. Ăn bữa nay xong chiều không còn ngán luôn, lạnh quá. Nó lại là hai chủ trời thôi. Ăn thì rất ngon. Đã ăn hết một lượt quả rồi nhưng mà để mà nói quả thanh long thì ngon này. Quả dưa hấu. Quả dưa hấu thì ngon. Còn đâu thì nó mất hết vị. Nó lạnh quá. Nhất là quả mặn này, chả bị gì. Ăn chỉ thấy đá, không thấy gì. Thôi, toàn đá thôi. Bây giờ tan rồi, bắt đầu với các bạn nha. Mua quả dưa hấu để về để em đá. Quả dưa hấu này ăn cực kỳ ngon. Cực kỳ ngon luôn các bạn. Nhưng mà không để lâu luôn. Múc hết để nước này. Bây giờ lại về những dụng. Đang chảy nước. Bóp chảy nước. Hello, xin chào các bạn. Các bạn đăng ký kênh giúp mình để có động lực để làm thêm những video thử thách tiếp theo nhé. Xin chào cả nhà. Bye.